Chào các bạn, mình là kỹ thuật viên âm thanh trung chính tại Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về đấu nối các chiết áp trong hệ thống của âm thanh thông báo. Trên tay tôi là chiết áp của hãng Bose. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn đấu cái chiết áp này vào loa trở kháng cao và âm ly trở kháng cao. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đấu chiết áp Bose LBC1410. Trước hết chúng ta sẽ đấu dây vào âm ly. Bình thường trắng sẽ đấu vào com, còn dây đỏ sẽ đấu vào 100V. Bước thứ hai, ta sẽ đấu đường out của âm ly và đường in của chiết áp, tức là đường 100V và đường com. Bước số 3, ta đấu đường ra của loa. Đường ra của loa thì đường dương ra loa và âm ra loa. Ta kiểm tra lại đường dây từ âm ly vào, dây đỏ 100V, dây trắng là com. Ta kiểm tra đường dây ra loa, dương ra loa và âm ra loa. Sau khi đấu xong thì chúng ta cùng kiểm tra lại âm thanh. Chúng ta bắt đầu điều chỉnh. Còn lên. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn đấu nối một số loại chiết áp của các hãng và sau đây là một số lưu ý. Thứ nhất, đó là các bạn phải chọn cái chiết áp mà lớn hơn hoặc bằng công suất của loa. Thứ hai, các bạn phải đấu cái chiết áp đúng với đầu dây, đúng với sơ đồ của nhà sản xuất. Không quá thì nó sẽ dẫn đến cháy, chập và nổ. Và một cái rất đơn giản thôi, cái lỗi mà mình hay đi thi công đó là các bạn khi mà đấu xong rồi quên không vặn chiết áp lên để thử loa. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn đấu một số chiết áp trong hệ thống âm thanh thông báo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chương trình audio âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.